Nam đây, xin chào quý vị và các bạn. Dạ vâng, em chào. Nam lại tiếp tục định hình giúp em Hùng Phúc Thọ một cái cây xanh mà để quý vị ngắm một vòng, xem quý vị đánh giá xem là cây này có cái giải pháp nào không. Cái này thì là cũng, bạn Hùng cũng đã bế tắc rất nhiều năm rồi và lùi rất lâu, thế nhưng đến bây giờ thì cũng phải bó tay tìm đến anh Nam nhờ anh định hình hộ. Đấy, quý vị thì ngắm qua một vòng xem là mặt chơi ở đâu. Lấy chỗ nào là mặt chơi. Đây là một ca rất khó. Nếu lấy mặt này làm mặt chơi cũng không được, cũng là cứ vướng mới bước suốt. Đấy. À, nếu chuyển sang mặt bên này cũng vẫn không ổn. Xem quý vị. Vẫn cứ bước. Vẫn thấy bước không? Nó cũng bị khó chịu. Bị khó chịu đúng không? À. Giáp loại cho cái này trước ạ. Giáp này. Thế thì cái giải pháp của chúng ta đó là phải chuyển cả hai cái cổ thì sẽ lấy được mặt chơi bên này. Mặt chơi chuyển sang bên này. Chuyển sang bên này. Chuyển sang bên này thì mới có giải pháp. Đấy, mới chữa được, còn không có nó không chữa được. Đổi mặt chơi đấy. Thế bây giờ nếu mình để như này là nó bắt đầu nó được cái dưới này hỏng ở trên đúng không? Vâng. Không ổn, hoàn toàn không ổn, nó vẫn cứ bức này. Đấy, mặt chơi của nó nằm thế này. Giáp cắt chuyển cho cái chỗ này đúng cái chỗ giáp mầm này nhé. Lại một nhát cắt quyết định nữa đây. Chỗ này là cái chỗ giáp mầm trên này này. Đấy. Đấy. Một cục cái là cục mầm đấy. Thế thì ta mở được mặt bên này rồi đúng không? Mở được mặt bên này thì chúng ta lại mở tiếp được mặt bên này. Thế lại chuyển một cái cổ này ra đây thì cây này nó rất là nghệ thuật. Chuyển cổ này, thu lại tay này, thu lại các cái tay để xây dựng lại bố cục. Còn cái nét bên này thì là giữ được tương đối nhiều. Nét phóng à? Nét phóng bên phóng. Này rất đẹp. Nên nếu không chuyển, nếu ta cắt cái này mà ta không chuyển cái này, bắt đầu cái này, cái cổ này cũng cứ quay về đằng mình này. Vâng. Nó rất là khó chịu. Nên là bắt buộc phải cắt đến đây. Giữ lại cái mâm này à? Không, cổ nó nằm ở đây cơ. À, lại chuyển sang bên kia. Cổ sang bên này cơ. Vâng. Giáp cắt ngậm nhé. Ngậm được. Cái sẹo nó sẽ méo anh nhỉ? Sẹo nó sẽ méo, nó không bị phẳng. Đấy, cái nhặt cắt rất quan trọng. Thế thì cái chúng ta cần tìm nó là ở cái vùng này. Đấy, cái chúng ta cần tìm ở cái vùng này. Thì trước mắt là giáp thì cắt đến đây đã. Phía trong cái mầm này thì chúng ta sẽ lấy được một cái đường. Đây đây, nhét cắt này nó chưa nhau. Ta cắt thế nhưng mà nếu mà chúng ta không để ý thì chúng ta lại tiếc cái tay này, lại hỏng tiếp. Mà cái tay này không được phép ở đây. Nếu có dùng thì chúng ta dùng ở vùng này. Đấy, nhát này đến đây. Cái này nó ấp sinh mà. Thế khéo quá, đỡ bị sẹo. Đẹp không em? Đấy, nhặt cắt thành cắt giật luôn. Phô khuỵch. Ok chưa? Bé không? À, phải có đúng mặt chơi bên này không? Đấy. Còn đến được cái tay này. Tay này mà chúng ta mà để dài quá cũng lại không buồn. Ít nhất cũng phải cắt đến đây. Giáp chuẩn bị lấy dây dưỡng nha. Chưa? Mở một cái tay ra đấy. Đẹp không? Vâng. Đấy, ở đây. Sau này chúng ta nó to lên chúng ta lại cắt chuyển. Thì bên đằng này phía sau check lại chúng ta vẫn được cái bông đệm để xử lý cái vùng này. Đấy. Nhưng quan trọng nhất là nó không, cái mầm này với cái mầm này nó không trùng nhau nhé, nó chênh nhau ấy nhé. Vâng, nó chênh nhau thế. Đấy. Đây này. Đây. Vâng. Nó lệch nhau như thế là nó không bị đòn gánh. Rồi. Tay này cũng quá dài, không bắt buộc vẫn phải cắt chuyển. Thu lại.
Thế thì ở góc này chúng ta ngồi xuống chúng ta mới thấy được. Đấy, em nhìn thấy cái cổ nó, cổ của hai thân chưa? Đấy, cổ nó đẹp này chưa? Và cái điểm rơi của cái tay này rất đẹp này, rất là sâu cây này. À, nó tạo độ độ nhấn nhá nhỉ? Đúng rồi. Đấy, nó là một cái điểm nhấn. Đấy. Rất là đẹp. Đấy, cái đường cổ xuất sắc chưa? Này cũng quá dài này. Thu chúng ta sẽ phải thu đến tận đây để chúng ta xây dựng lại. Còn để này nó dài quá, nó dài hơn cả cái cổ kia này cũng được. Đấy, đến cái mẫu này nhá. Nó sẽ ra rất nhiều màu. Rồi, ok. Quyết định cái việc của cái hoành này có đúng cái nét này phiêu không? Rất phiêu. Nhưng phải cắt chuyển đến đây để cho nó văng về đằng này thì bắt đầu mới sâu cây, nó có không gian cho cái chỗ này và có không gian cho các cái tay tiếp tục ở đây này. Đây này. Để giáp lại cắt ngậm ở đây. Cắt thế này. Một cây à? Rào sắc ngọt lắm. Một tí anh lại giải thích tiếp được cái đường cổ này. Cái đường cổ này xong mình lấy này. Thế thì em biết là lấy được cổ đây thì sẽ lấy được tay ở cái gầm này. Đấy, Phượng nhìn thấy không? Vâng. Đấy, lấy được tay ở cái gầm này ra đây, đón cái vùng này, đúng không? Là tay thứ hai. Thích thì ta vẫn ném được một tay nữa ra chỗ này. Đấy, quăng để đuổi theo cái con hoành cho nó. Có một cái đệm ở đây, thấy chưa? Vâng. Nhìn nó khác không? Đấy. Thế tự nhiên lại mặt chơi nó quá đẹp nhỉ? Bạn Hùng nhớ nha, về nhìn nhớ đấy. Mai nhớ xem lại video của Phượng, cứ mở ra mà xem. Vừa xem đi xem lại, không lùi cũng không làm được. Thì bây giờ tiếp tục ta lại sang đây. Đây có cái tay của cái thân này bên này rồi đúng không? Cái này văng ra đây rồi, cái này thì dễ rồi. Đấy, cái này thì dễ rồi. Còn cái cổ nó nằm thế này, thì cái tay nó lại nằm thế này. À, nó ngoái. Ngoái đẹp không? Được chưa? Nhớ, nhớ là cái cổ nó cao lên như này này, chứ không phải thấp. Đấy. Thế này thì cái tay nó ra như này. Đấy, tay nó ra rất là đẹp ở cái phần gầm này. Thì luôn luôn lúc nào nó cũng đẹp. Bất kỳ ở góc nào nó cũng đẹp. Thấy chưa? Thế thì ra đây, lên đến đây rồi ta lại lấy được tay ra ngoài này. Lấy được tay ra ngoài này thì ta lại thu được cổ về đây. Đúng không? Tiếp tục lấy được tay ở cái vùng trên này ra. Để nó đỡ cho cái cổ mà. Thì cái cổ khi quay về đây giật mấy nhịp cái là cái quả phục nằm đây. Nằm đây. À, quả phục kết thúc ở đây này. Dễ không nhỉ? Đấy, một cái tay ra đây, lên đây, chạy ra đây, một quả phục quăng về đây. Nên bạn Hùng nhớ rồi nhá. Lần sau về nuôi demo những cái mâm nào ra đúng vị trí. Đừng có cắt bỏ. Còn cái tay này nó nằm đây nhá. Lại đặt ở đây nhá. Đấy. Nó nập ra, nó thoát khỏi ra cái vùng này. Chính cái tay này khi quật ra đây cái này em lại lấy nó chạy theo cái đường này thì còn nó là cái phông cho cái mặt chơi phía sau. Văng ra nhưng mà lại chạy về đây, chạy về hướng này. Đi ra đây xong lại chạy về đây. Chạy về đây thì ở mặt trước này em ra vượng phải chuyển mặt ra đây ra được. Thế này thì xong bắt đầu ta diễn nó văng về đây thì nó như một cái phông. Đúng không? Nó như một cái phông cho cái phần này. Đúng rồi. 3D. Nó rất là sâu. Là do cái nét này. Chứ còn nếu quay thẳng ra đây thì lại không đẹp. Quay ra đây và cuộn về đây. Quay ra đây, cuộn này.
Đấy. Bây giờ chúng ta đến cái phần này. Ra và nó văng về đây rồi thì ta tiếp tục ta lấy được cái tay. Cái tay này phải lấy ra ngoài nhá. Đấy. Chính cái này nó là cái tay này. Uốn luôn. Hay cái dây uốn luôn. Không, cái này chỉ kéo. Và anh đấy tính đi tính lại anh mình vẫn cứ thích đón một phát ở đây. Đón phát gầm này. Phát gầm này phải đón nuôi vào. Nhiều mầm em ạ. Không phải lo. Không, để ý mình xem nào. Cái này thì cũng hơi xa. Nó nằm ở cái điểm này, đoạn này thì tốt hơn. Thì mình không dùng cái tay này. Và mình lại dùng cái tay này. Đặt ra đây, văng ra ngoài. Về đây, văng ra ngoài này. Đáp cho có thể cho một cái dây nhôm to hơn một tí. Một cái cỡ to hơn. Đánh vùng này ra đây để mình đón cái này ở đây. Đấy. Đợi cái điểm này không xa quá nhỉ. Không nó xa. Con này dây nhôm to đúng rồi. Đón ở cái chỗ này. Đón chỗ này vâng ạ. Vâng. Đón được bên này. Đúng không? Vâng. Bên kia mình đón được gầm rồi. Thì mình mở được cái mặt bên này ra. Mình mở được cái đúng mặt cái điểm này dương này nhỉ. Đấy. Thì có phải mình đón được thằng này ở đây không? Đấy. Đón ở vùng này thì mình ăn được cả thằng tay này. Thì được luôn cái cổ này. À giữ lại cả cái cổ ngọn này này. Ô cái cổ này quan trọng lắm chứ. Vâng. Cái cổ này nó quyết định rất là nhiều. Tức là cái bông này là bông khói ra xong rồi. Này quả ngọn đây. Này đúng không anh nhỉ? Hả? Quả ngọn nó xong phải bay về thế này chứ nhỉ? Khi nó quay lên đây thì mình lại lấy một tay đỡ về cái vùng này. Vâng. Thì để ta kết thúc chứ. Nếu không có tay đỡ thì lấy gì để xử lý được cái nước đúng này? Đỡ hôi tay hôi đầu. Đúng rồi. Cái cành đỡ ngọn. Một cái cây quá khó để xử lý. Nhưng khi xử lý được cái cây này thì nó trở nên rất giá trị bởi vì nó một cây rất là khó các bạn. Nhiều cái điểm khó. Quăng nó ra đây thế. Xong mình lại vẩy ra những cái nét như này. Đấy. Vẩy nét này cho mình dựng. Có thể mình vẫn dựng thêm được cái một tí bông dương đây. Mình vẫn văng được ra ngoài này. Đấy. Vẫn văng. Đây là đánh dấu đây nhá. Vâng, nhớ để đặt rửa chạy theo dây. Chạy theo dây và tiếp tục cái vùng này nữa, ráp cầm kìm rồi. Nhanh không ráp? Tốc độ có đạt tầm không? Đó, lại có cái tay xin tiền đấy rồi. Đó, có một cái tay dưới gầm này. Đón cái này thì nó mới đỡ cho cái nét này. Nó sâu nhỉ? Yeah. Tiếp tục lấy dây nhôm đây. Nó sâu. Đấy, tay quyết định giữ lại. Dưỡng nước về đây, sau ta nuôi chúng ta cắt chuyển dần sau. Đúng không? Vị hình thì nó đẹp đẹp tí đấy. Đẹp thì đẹp nhưng mà nó cũng có giá trị. Không phải đẹp từ sau bỏ thì chết. Đúng không? Đồng chí Phượng phát biểu ý kiến. Rồi cái tay này là mạch lạc, đẹp rồi anh ạ. Rõ ràng, các vị trí điểm đóng. Đấy, thì bây giờ ta lại ngồi xuống ta bàn tiếp về cái bộ gầm này. Đấy, bàn tiếp về cái bộ gầm này. Bây giờ mình muốn làm cho cái bộ gầm này nó đẹp. Thì giáp phải loại cho cái này. Giáp loại cho. Tiếp tục giáp bên kia, cắt cho cái này. Lên đây. Cách khác nữa. Cắt đi cái rồi là gân guốc ấy nhỉ. Mô ghê. Đây. Đấy, những bộ bệ xây dựng mà không khéo là sẽ bị hỏng cây nữa. Vì miên man đây ra đây. Lấy cho cái này để cô đọng. Nó bị mất nhiều nét và phá mất cái bệ này. Phá của cái bộ xịn của cái bệ ấy chứ. Nếu mình để có những cái nét nó bị phá mất. Nó dối qua nó che mất. Nó che mất. Mình loại bớt đi cái là nó mạch lạc ngay. Với cái bộ rễ này thì chính những cái bộ rễ tròn này thì nó lại không bị phá cây. Vâng. Cho nên là phải biết cách giữ. Thế nếu mà không biết thì là gỡ hết ra. Thế là sau một thời gian sau là toàn như củ sắn. Nó béo lên. Vâng. Giờ nó đan kết vào nhau lại rồi nhỉ. Trong khi đó các cụ nhà ta ngày xưa là sợ sắn lắm rồi. Đúng không?
ăn no khoai sắn mãi rồi giờ muốn ăn cơm cơm trắng. Nhìn cái bệ nó khôn. Đã nhìn bên này đẹp, cái bệ đẹp rồi. Có đúng được mặt trời bên này không? Vâng. Mở ra cái mặt trời rồi, nó phải có cái rất là khó. Đúng là cái tư duy của những cái bậc thầy thợ miền Nam được. Nhiều người không có cách giải quyết nên là cũng không nắm được. Ví dụ là một bộ bệ như này, chúng ta muốn dưỡng, chúng ta muốn giữ thì lấy cái đất thịt nhưng mà cũng không vẫn phải trộn thêm một ít xỉ thôi. Để xong đập nhỏ ra, chúng ta rắc vào đây. Chúng ta xịt nước tưới dần dần. Bắt đầu các cái này nó nổi hết đi. Này nó nổi hết lên và các cái điểm âm này nó được nồng bằng đất, xong nó lên rêu ở trong đẹp. Xong cái nào thì dương là nó to lên. Vâng. Cái nào dương là nó lên, còn đâu là phần này nhìn nó chặt thì nó không bị nọc như này. Ra bên đục nhưng mà phải biết cách nào. Làm 10 mâm cỗ nhưng mà hôm nay lại đợi cha mua thực phẩm để có mỗi 10 mâm nhưng lại thêm một mâm phát sinh. Một các bác không cả chợ dây xa em san sẻ là chúng ta ngồi nó vui. Thế mà đây cái này nó chịu một ít, cái này chịu một ít, cái chỗ này chịu một ít, nhìn thuận hơn. Chỗ này chịu một ít này, nó nhìn nó sẽ thuận này. Ở những cái kỹ thuật này này. Đấy. Đó là những kỹ thuật này. Nó vừa tạo ra cái sẹo là méo mó, có cái đường chạy, đường dẫn ấy kìa. Đường dẫn mà cái sẹo lại bé đi. Vâng. Thế nhìn là không bị bức. To là đủ, nó phải méo mó nhưng phải hở ra cái đường chạy. Mà cái thân cái này nó ấp sinh từ ngày xưa ấy thì trong này nó bù sẹo nhanh. Nó đần cả trong cả ngoài. Đấy, nhặt đục ra cái nó hở cái đường chạy tay ra đấy. Rất là rõ, đẹp. Nó mở được cái này ra. Vâng, nó hở. Cô đẹp nhỉ. Nào. Đấy, giờ tác phẩm đã hoàn thiện đây rồi. Ưng ý chưa? Quá. Cảm ơn anh. Vâng. Chúc mừng nha. Vâng ạ. Bởi vì đây là những cái cây mà thật sự là em Hùng cũng đau đầu rất là nhiều thời gian rồi chưa có hướng giải quyết. Nay cũng đã tin tưởng mà mang đến Nam để Nam cũng tại tiện công việc chia sẻ đến với quý vị. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Quý vị hãy ủng hộ Đình Vượng. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Một cái khó đã được giải quyết. Xin chúc mừng anh Nam Lê và bạn Hùng. Và bonsai Đình Vượng xin được kết thúc video đây. Nếu trình độ còn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo.